Để ta. Đưa thuốc cho ta. Còn đau không? Không sao đâu. Sao vậy? Mới đây đã không quen biết rồi à? Đa tạ ơn cứu mạng của thế tử. Đa tạ thế tử. Hay là ta tới Thanh Sơn Viện nói với Vũ Văn Nguyệt là được rồi. Tuy thế tử tôn quý, nhưng đây cũng là chuyện trong nhà của Vũ Văn Phủ. Tình nhi trở về sẽ tự bẩm báo với công tử. Được. Nhưng nếu Vũ Văn Nguyệt bắt nạt cô, cô cứ tới phủ thế tử tìm ta. Hả? Đa tạ thế tử. Đây, cái này, cầm lấy đi. Thuốc trị thương đó. Đa tạ thế tử gia. Hai cô có thể về cùng nhau chứ? Được thôi. Đi thôi, Phong Miên. À đúng rồi, cô đừng có quên, cô lại nợ ta một ân tình, sau này phải trả đó. Lục tỷ. Lục tỷ. Chu đại quản gia, ngài còn việc gì nữa? Hoài công tử bọn ta nhắc nhở cô, chỉ cần tuân thủ lời hứa với hoài công tử, sẽ không truy cứu việc tốt mà tỉ muội các cô làm. Ông nói lung tung gì vậy? Ta không hiểu. Cô không nhận à? Chuyện không làm thì làm sao nhận đây? Hoài công tử đánh giá ta cao quá. Chu đại quản gia, nếu ngài không có chuyện quan trọng gì thì bọn ta không nói nhiều với ngài nữa. Ngài sai thuộc hạ báo Yến Tuân thế tử biết lúc này đã cứu Tinh Nhi cô nương thoát khỏi rồi. Vậy cô ấy đang làm gì? Cô ấy đã về phòng mình rồi. Thuộc hạ bảo cô ấy hầu hạ công tử. Cô ấy lại giận dỗi mặc kệ thuộc hạ. Đủ rồi. Đủ rồi. Đủ rồi. Đủ rồi. Đủ rồi. Đủ rồi. Cẩm Chúc tỷ tỷ, cô đến làm gì? Ta đến thăm tỷ đây. Thế nào, mùi vị bị đổ quan dễ chịu không? Không dễ chịu. Ta không muốn phải tiếp tục sống ngày tháng mịt mù tối tăm nữa. Tinh Nhi. Tinh Nhi. Tinh Nhi, cô cứu ta đi. Ta biết huynh muội các cô lương thiện nhất mà. Lương thiện? Chính vì Lâm Tích ca ca lương thiện, vì vậy huynh ấy đáng phải chịu oan mà chết sao? Nhưng để ấy sớm muộn cũng sẽ chết thôi. Tại sao? Bởi vì để ấy trung thành với Nguyệt công tử, nên hoài công tử nói để ấy nhất định phải chết. Cẩm Chúc tỷ tỷ,
Người đáng chết phải là tỷ chứ. Là tỷ mang thẻ tín có độc đưa cho Lâm Tích ca ca, để Quỳnh ấy trở thành người chịu tội thay tỷ. Không, ta cũng là người nghe lệnh thôi, cô biết mà. Những chuyện này kẻ chủ mưu là Vũ Văn Hoài. Ta chỉ là nô tỳ, ta cũng vì bị ép không biết làm sao, ta cũng không còn cách nào khác. Ta không muốn hại người, ta không muốn bị bán vào kiểu diện. Tội nô giống như ta bị bán ra ngoài tức là sống không bằng chết, cô biết mà. Ta cầu xin cô, ta cầu xin cô hãy cứu ta, cứu ta. Ta cứu tỷ. Vậy tỷ nói Lâm Tích ca ca có đồng ý hay không? Đồng ý. Lâm Tích sẽ đồng ý. Lâm Tích là người lương thiện nhất, để ấy sẽ đồng ý. Ta đã hối hận rồi. Ta bán mạng cho Vũ Văn Hoài, hắn lại thẳng chân đá ta ra. Ta đã biết sai rồi. Được, tỷ đã thành tâm hối cải, ta sẽ cho tỷ một con đường sống. Thị vệ canh gác ở đây phải tới nửa canh giờ sau mới tỉnh lại. Tỷ thay y phục trong tay nải này, mau rời khỏi Vũ Văn phủ đi. Khoan, Cẩm Chúc tỷ tỷ, chắc là tỷ không ra khỏi lao rồi là quay đầu tố cáo ta đó chứ. Tinh Nhi, đại ân đại đức của cô ta suốt đời khó trả. Nếu ta dùng ân phụ nghĩa thì để ta chết không có chỗ chôn thay. Ta thề. Được, tốt nhất tỷ nói được làm được. Y phục của Hạ Nô. Tinh Nhi, tất cả những gì giờ đây ta phải cam chịu đều là do cô gây ra. Cô hãy đợi đó. Hoàng công tử, dừng lại. Hoàng công tử, Hoàng công tử. Hoàng công tử, ngài thật sự đã mắc bẫy ả tiện tỳ Tinh Nhi rồi. Cẩm Chúc trước giờ vẫn luôn một lòng trung thành với ngài, tuyệt đối không hai lòng. Là ả tiện tỳ đó, ả ta cố ý để Hoàng công tử nghi ngờ Cẩm Chúc. Công tử, mong ngài đừng bao giờ tin lời ả. Ta hỏi cô, sao cô lại ở đây? Là ả Tinh Nhi đó, ả thả nô tỳ ra, ả muốn nô tỳ rời xa ngài. Hoài công tử, ả còn đưa cho nô tỳ cái này, ả đưa cho nô tỳ lệnh bài xuất phủ, xin ngài hãy tin nô tỳ. Không phải ả Tinh Nhi đó cứu cô đâu, ta cảm thấy là chủ tử của ả cứu cô đó. Văn kiện thông quan. Nô tỳ không biết đây là gì. Nô tỳ thật sự không biết, đây không phải của nô tỳ. Nô tỳ thật sự không biết đây là gì. Nô tỳ thật sự không biết đây là gì. Vũ Văn Nguyệt đưa cho cô lệnh bài xuất phủ, còn đưa cho cô văn kiện thông quan nữa, còn kêu người canh gác chiếu cố đến cô. Không, hắn ta yêu thương cô nhiều lắm đó. Ê, hãy nói cho ta biết, rốt cuộc Vũ Văn Nguyệt đã đưa cho cô lại lộc gì? Có phải cái này không? Thích nô chỉ qua. Cái này
Chuyện của Tuyết Ngọc Cửu, Vũ Văn Nguyệt chỉ đánh cô hai mươi mấy rồi, sớm đã khiến cho người khác sinh nghi rồi. Cẩm Trúc chỉ muốn ở bên cạnh Hoài công tử, xin Hoài công tử tin nô tì. Công tử, Cẩm Trúc có thể thị tẩm. Cẩm Trúc đêm nay có thể thị tẩm ngay. Nào, tới đây. Báo tin cho Thanh Sơn Viện, nói là Tinh Nhi đã giết chết Cẩm Trúc rồi. Đi. Dạ. Cẩm Trúc, ta đã cho cô một cơ hội, bây giờ rơi vào cảnh bị dứt bỏ là do cô tự chuốc lấy. Thì ra đây chính là Thích Nô chỉ qua. Tinh Nhi đâu? Cô có thấy cô ấy không? Tỷ ấy từ chỗ tội nô tỏa trở về, nói là trong người không được khỏe, đã nghỉ ngơi sớm rồi. A-la, dẫn đường cho công tử. Lùi xuống đi. Dạ. Công tử, Tinh Nhi lại làm sai chuyện gì rồi sao? Bọn họ nói cô ra khỏi tội nô tòa, không được khỏe, cho nên qua đây xem thử. Tinh Nhi không sao, mời công tử trở về. Tinh Nhi, rót cho ta ly trà. Công tử có thể nào ra ngoài trước được không? Lát nữa Tinh Nhi, lát nữa sẽ đi rót trà cho công tử. Ta muốn uống ngay bây giờ. Cô không được khỏe thì nằm một chút đi. Lợi hại tới vậy, có người chống lưng lại biết võ công nữa. Lúc trước khi Lục tỷ bày kế, muội còn lo cô ta sẽ lật ngược thế cờ nữa, nhưng Lục tỷ vẫn thắng cô ta rồi. Người không lòng hại hổ, hổ lại muốn hại người. Vốn dĩ ta không muốn hại cô ta, bây giờ cô ta rơi vào tình cảnh này đều do bản thân cô ta tự chuốc lấy. Vũ Văn Nguyệt thì sao? Tỷ sẽ cho hắn phải trả cái giá tương xứng chứ.
Hôm đó muội ở tội nô tỏa đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa chu quản gia và hoài công tử. Bọn họ hình như đang nói về chuyện của Tống đại nương. Phải để người chết lên tiếng, mau chóng vạch trần tội ác của ba tỷ muội này. Thuộc hạ đã rõ. Cẩm Chúc đã chết rồi, chuyện Tống đại nương cũng đã bại lộ. Thay vì ngồi yên chờ chết, chi bằng tương kế tự kế. Vậy Lục tỷ, chúng ta nên làm sao đây? Yên tâm, ta có cách. Phu nói, trong cơ thể của Tinh Nhi có nguồn nội lực kỳ quái. Ta kêu ngươi điều tra tất cả môn phái võ lâm, thiếu nữ có thể luyện thành nội công bá đạo trước 10 tuổi thì có những ai? Thuộc hạ đã điều tra tất cả các môn phái, không tìm được người như vậy. Nhưng có tài liệu mật của hai nơi, chúng ta nhất thời chưa lấy được. Hai nơi nào? Tài liệu mật của thập nhị nhân kiệt trong cung và tài liệu mật của giảng sinh doanh trong truyền thuyết. Tổ phụ. Công tử. Cẩm Chúc này tự làm tự chịu. Cho dù Tinh Nhi đã dở một vài thủ đoạn nhỏ, cũng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, tự bảo vệ mình. Nguyệt Nhi, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt của tổ phụ. Nguyệt Nhi, nếu như có một ngày ngay cả tổ phụ cũng không nhìn thấu mắt của con, điều đó chứng tỏ con đã trở thành người đứng đầu Diệp Gia. Nhưng mà chúng ta không còn là tổ tôn thân cận nhất nữa. Tổ phụ, Tôn Nhi đối với người trước giờ chưa từng có bí mật. Vậy thì tốt. Con có thể tiếp tục giữ lại Tinh Nhi, huấn luyện cô ta, để cô ta trở thành thanh đao sắc bén nhất bên cạnh con. Tuân lệnh. Con lui xuống trước đi. Dạ. Chúa công. Chiến mầu, lời ta nói, bất kể làm ngươi kinh hãi đến đâu cũng không được phép tiết lộ cho bất kỳ ai, bao gồm cả cháu ta Vũ Văn Nguyệt. Dạ. Con nhện Tây Vực độc hại ta đã phơi bày một vụ án 16 năm trước. Chính là bọn chúng đã dùng cách tương tự độc hại chết mật phủ đại lương đại tư tào Đâu Quân vào triều ta. Cái chết của ông ấy làm hoàng thượng nghi ngờ Vũ Văn phủ có gian tế. 16 năm trước, Điệp Chỉ Thiên Nhãn bị hoàng thượng dứt bỏ, chẳng lẽ là vì hung thủ cấu kết với Nam triều, bán đứng triều đình sao? Ta không ngờ, thì ra là nhện Tây Vực lại bắt nguồn từ tam phòng Vũ Văn gia tộc của chúng ta. Kẻ cấu kết với đại lương gần như có thể đoán chắc là Vũ Văn Tịch. Chúa công, để thuộc hạ sắp xếp người bí mật xử quyết bọn chúng. Ngươi không được động thủ. Tất cả nguyệt vệ đều không được dính vào tin đồn xấu của Vũ Văn gia tộc. Ta cần một người hoàn toàn không liên quan tới gia tộc giết chết chúng. Sau đó, chúa công có phải đang nói đến Tinh Nhi, cho nên chúa công bảo công tử huấn luyện Tinh Nhi sao? Tôn Nhi của ta trước nay chưa bao giờ có bí mật với ta, nhưng kể từ hôm nay ta lại phải giấu nó. Làm vậy là vì hoàng thượng, vì cả Vũ Văn gia tộc, vì Điệp Chỉ Thiên Nhãn. Dạ.
Được rồi. Không được, vẫn chưa đủ 300 chữ. Cô ta quá ép bản thân rồi. Càng ngày càng hỗn sực. Tình Nhi không dám. Có gì muốn nói với ta không? Tình Nhi không có. Cậu dòng sau mưa, quê hương của cô có đẹp hơn ở đây không? Quê hương của ta, ta không còn nhớ nữa. Cô không nhớ hả? Nô tỳ bị ngã tổn thương ở đầu, chuyện trước kia đều không nhớ nữa. Được, vậy cô nói cho ta nghe, sau khi cô từ tội nô tỏa ra thì có xảy ra chuyện gì thú vị hay là không? Không có chuyện gì là thú vị hết. Công tử thông minh như vậy, có lẽ chuyện gì cũng biết mà. Đây là thái độ mà một nô tỳ nên có hay sao đây? Công tử, Tinh Nhi chỉ là một nô tỳ bé nhỏ. Nếu công tử nghi ngờ Tinh Nhi cố ý che giấu gì đó thì cứ tra khảo là được, không cần phải vòng vo moi chuyện từ ta. Chính là sanh thần của hoàng thượng, có người kiến nghị lấy danh nghĩa sanh thần hoàng thượng tổ chức một buổi hội đèn. Hoàng thượng đã phê chuẩn rồi. Tình Nhi, thay y phục, chúng ta khởi hành. Nô tỳ còn rất nhiều việc chưa làm xong. Công tử bảo cô thay thì cứ thay. Công tử lên phố chủ tước ngắm đèn, không thể không ai hầu hạ. Vậy khi nào chúng ta về phủ? Sau khi chơi xong. Sau khi công tử trở về, chắc chắn vừa đói vừa khát, nô tỳ kêu nhà bếp chuẩn bị ít điểm tâm. Không cần đâu, những việc này không cần cô bận tâm. Đi đi. Dạ. Công chúa, phía trước chính là thành Trường An. Sao ngươi lại đến nữa? Không được để lộ thân phận. Dạ, tôn chủ. Đợi thuộc hạ báo cho mật phủ tư không của thành Trường An tiếp giá. Phong cảnh Trường An cực kỳ nổi danh, ta tự mình đi dạo chợ đèn, không cần kinh động đến mật phủ nữa. Dạ. Nguyệt huynh, cuối cùng ta đã đến thành Trường An của huynh. Không phải để cùng huynh tương ngộ, mà là lòng mang sát tâm. Ta và huynh nhi nữ thời loạn, ai có nước nhà riêng, gặp nhau chi bằng thương nhớ. Tiểu bác,
Muội nói Lục tỷ rất buộc có thể bình an ra ngoài không? Thật tỷ, bây giờ muội lo lắng không phải chuyện này. Muội cảm thấy Lục tỷ có lẽ nhặt được cái mộc châu đó rồi. Chắc là tỷ ấy không phải đã âm thầm biết được thân thế thật của mình rồi chứ? Chắc là không đâu. Mộc châu đó tỷ ấy vốn dĩ chưa từng nhìn thấy, cũng chưa. Nhưng lỡ như tỷ ấy... Tiểu bác, muội thấy sao? Năm đó khi cha mẹ bị hại, đã đưa mộc châu đó cho Trấp Tương tỷ, còn nói liên quan tới thân thế của Lục tỷ. Muội nghĩ bên trong nhất định có dấu bí mật vô cùng quan trọng. Cho nên tỷ nói xem, nếu tỷ ấy biết hai chúng ta không phải tỷ muội ruột thịt của tỷ ấy, nếu tỷ ấy không bảo vệ chúng ta nữa thì phải làm sao? Ta và cô cưỡi một con ngựa, ta dẫn cô. Công tử, điều này không hợp quy tắc. Tình Nhi có thể tự cưỡi ngựa. Cô biết cưỡi ngựa sao? Tất nhiên. Tìm một con ngựa tốt cho Tình Nhi. Dạ. Dải trắng xuyên qua mặt trời. Đây là dấu hiệu ông trời cho con người sẽ có tai nạn binh đao. Điềm báo luôn là cái cớ của nhân quả. Nhân quả? Không lẽ đang nói Nhu Nhiên luôn muốn xâm chiếm Đại Ngụy sao? Kẻ địch của Đại Ngụy đâu chỉ có Nhu Nhiên mà thôi. Điệp giả của Đại Lương càng dễ xúi dục hơn. Nhân quả thật sự trong nội bộ của Đại Ngụy. Một khi kẻ địch bên ngoài và nhân quả trong nội đều cấu kết với nhau, mưa trên trời sẽ biến thành màu đỏ. Mưa máu. Đi thôi. Lùi xuống đi. Vất vả cho vị ca ca này, tự ta lên ngựa là được. Dải trắng xuyên qua mặt trời, không biết đại nhân nào lại tạo nghiệt rồi. Trường An sắp đại loạn rồi. Biết trời đất nói sẽ điều khác. Trời kìa, tôi nghĩ tử mà. Trường An sắp đại loạn rồi. Dải trắng xuyên qua mặt trời. Chú đó là điều nào đó? Sao là ai điều dập lớn? Không biết sao chết. Trường An nghe gì đại ca đằng kia nói gì? Nhân dập lớn nào xấu chết rồi đó. Sao biết được? Trời sợ gì? Xin phù hộ Lục tỷ mau thoát ra ngoài. Cái này là điềm báo mà. Gió bắc ào ạt thổi, không lẽ là đến từ Yến Bắc? Thế tử, thân bút của hầu gia. Thế tử, có chuyện gì vậy? Phụ thân nói Yến Bắc đã sắp xếp ổn thỏa. Lần trước xuất binh bình định Nhu Nhiên làm phản, thánh thượng càng thêm trọng thưởng tộc ta. Phụ thân còn nói kêu ta cố gắng ở lại Trường An, đừng suy nghĩ lung tung. Vậy thì tốt quá. Nghe nô tỳ của Thanh Sơn Diện nói Nguyệt công tử tối nay dẫn Tinh Nhi đi thử đèn. Được rồi, lui xuống đi. Dạ. Hay quá. Hay quá. Đẹp quá đi.
kìa, coi kìa. Hay. Đẹp quá, đẹp quá. Đẹp quá đi. Hay. Hay. Hay lắm, hay lắm. Hay. Hay lắm. Đi tiếp đi. Hay lắm, hay lắm. Giỏi quá. Hay quá. Hay. Hay quá. Hay. Hay quá, hay quá. Hay. Hay lắm đó. Tuyệt vời. Hay quá, hay quá. Hay quá. Còn hai canh giờ rưỡi. Hay. Hay lắm, hay lắm. Hay lắm, hay lắm. Nữa đi, tiếp tục đi. Hay. Hay lắm, hay lắm. Hay, hay lắm. Dạ. Mua lồng đẹp đèn quá. Đi. Dễ thương quá. Cô nương ơi. Đẹp quá. Hey. Mua lồng đèn cho các cô nương chơi thử đèn đi. Không thể tả nổi. Cảm ơn cô nương. Lần sau lại tới nha. Ê cô nương, cô nương, cô nương xem hoa đăng này trông đẹp lắm. Mua đèn đi. Hình dáng con thỏ này trông rất là dễ thương. Công tử mua cho cô nương một cái đi. Xin mời, xin mời. Quý vị công tử hãy mua cho các cô nương đi. Đảm bảo các cô nương sẽ chúc công tử năm nay muốn gì được đó. Tặng cho cô. Hoa đăng đây, hoa đăng đây. Ghé vô, ghé vô. Hoa đăng đây. Nhiều kiểu lắm. Dễ thương quá. Thiếu ghé hiểu vô, biết. Ghé vô xem đi. Nó không dễ thương sao? Hoa không dễ thương ngài mua nó làm gì? Ta thấy là nó nhìn rất giống cô. Cái kia. Rất hợp với cô. Hay. Được rồi, hay lắm, hay lắm. Dắt ngựa qua một bên. Đi dạo thêm một chút. Đi. Xin mời, mua vô, mua vô. Cô nương mời ghé xem hàng đi cô nương. Xin mời, xin mời. Mua vô, mua vô. Ghé xem đi các quan ơi. Qua bên đó đi. Hay lắm, hay lắm. Đẹp quá. Đừng có chạy. Nắm lấy ta. Hả? Đúng là vui thật đó chứ. Nắm lấy. Ghé xe bên kia đi. Nắm đâu? Nắm tay áo. Hoa đăng. Vậy con muốn nắm đâu chứ? Có nhiều loại lắm nè. Đông người như vậy, lỡ như bị lạc, bổn công tử còn phải tìm cô sao? Phần thưởng là hai lượng vàng. Vị công tử này, ngài đi lĩnh thưởng đi. Được, được. Còn có vị công tử nào muốn chơi đón đố đèn không? Có phần thưởng nha. Có thể tặng một mỹ nữ. Một đại mỹ nữ. Cái đó là không thể nào. Đoán đố đèn là cần có học vấn. Vị công tử nào muốn đi nào đến đoán đố đi. Vị công tử này có muốn chơi không? Tiểu cô nương. Đúng rồi đó, lên đi. Chơi thử đi nào. Trước giờ ta chưa từng gặp tiểu cô nương nào xinh đẹp như cô hết. Xin mời các công tử cô nương thử đoán. Đây là phần thưởng của ta, tặng cho cô. Phần thưởng là hai lượng bạc. Xin mời, xin mời. Đa tạ. Cô tới một mình sao? Cái này. Xin mời. Cha. Vị công tử này, đây là lễ vật ta tặng cho vị tiểu cô nương này, không liên quan tới ngươi. Xin cảm ơn công tử, lần sau ghé lại nha. Phải đó, không thích rồi. Ngươi, ta xin mời mọi người. Được, ta không thành tính toán với ngươi. Tránh ra, tránh ra đi. Ủa, sao nó bỏ đi rồi kìa. Nào, xin mời, xin mời. Nếu như cô muốn, chúng ta cùng đi thôi. Nè, từng người một thôi. Đi đâu? Lên đi, lên đi. Từ từ rồi sẽ tới lượt. Kẹo hồ lô được. Phần thưởng là hai lượng bạc. Xin mời, ta không ăn. Chà, sai rồi, sai rồi. Ta muốn chơi cái đó. Nè công tử, ngài đoán con đố nào đây? Có người chơi rồi kìa. Cái này đi. À, sớm không nói, muộn không nói. Đưa ra một chữ. Muộn nói,
chi bằng sớm nói. Tự cho rằng có thể giấu giếm, sớm không nói, muộn cũng không nói, chỉ có thể chết càng khó nhìn. Ta đoán ra rồi, ông chủ. Hả? Là chữ hứa. Ai chà, tiểu cô nương này đúng là thông minh lanh lợi, vừa đoán đã trúng ngay. Rất nhiều người cho là câu đố của ta rất đơn giản, nhưng lúc nào cũng không thể nào đoán ra được. Tiểu cô nương này vừa chữ ngôn bên cạnh chữ ngộ, không phải là hứa sao? Đúng rồi, không phải sao? Sao ta không nghĩ đến chứ? Một chữ ngôn, một chữ ngộ, không phải sao chứ? Nhìn như là câu hỏi đơn giản, thật ra rất không đơn giản. Hay quá cô nương ơi, giỏi thiệt đó chứ. Ông chủ, công tử nói đùa thôi. Có đùa hay không thì cô nương này đã đoán trúng rồi. Vậy thì mời cô nương qua đình bên phải để nhận thưởng nha. Được. Đông người như vậy đều là nam nhân, toàn thân hôi thối, có được phần thưởng cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp, không lấy cũng được. Nếu đã là phần thưởng thì là may mắn. Công tử đợi một lát, Tinh Nhi đi lấy ngay. Đứng lại, ở đây đợi ta, ta sẽ lấy giúp cô. Phải nói câu này trả lời rồi, vì công tử này không đơn giản. Người này đúng là không đơn giản. Đúng là được, tự nghĩ đi. Không, tự nghĩ đi. Từ từ nghĩ đi. Đã được chưa? Đừng 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 ra luôn á. Thiệt tình. Đoán rồi đó. Ờ, hay lắm hay lắm. Là chữ gì ta? Là chính nên có công phải tử à, đơn giản này nè. Từ từ nghĩ đi. Đã tạ, đã tạ. Đúng xong nè. Ờ, hay lắm hay lắm. Đã tạ. Hả? Chơi tiếp đi. Phần thưởng hai lượng. Trời ơi công tử, lời hay quá. Lại đánh trúng nữa rồi. Mời công tử qua bên phải nhận thưởng nha. Hay lắm. Đã tạ, đã tạ. Hay. Đã tạ, đã tạ. Hay quá. Tiểu cô nương dừng bước. Cho hỏi vị cô nương này, đèn con thỏ trong tay cô vô cùng đáng yêu, ta muốn mua một chiếc cho nữ lang nhà ta, phiền cô nương có thể chỉ đường giùm. Phía trước rẽ phải ở đường thứ 3, gánh hàng thứ 6 ở đường chợ đèn Chu Tước, ở đó có bán. Cô nương ăn nói nhanh nhẹn như vậy, bọn ta không phải là người của Trường An, có thể phiền cô dẫn đường giùm bọn ta không? Ta còn có việc, không thể tháp tùng. Nếu như cô thấy thích thì ta tặng cho cô. Đa tạ. Đồ vật ở phương Bắc vẫn không bằng Giang Nam chúng ta. Tôn chủ à, vị cô nương cầm đèn thỏ vừa rồi không hề đơn giản. Đôi mắt của cô ta giống hệt như lệnh chủ phong dân của một năm trước. Người nói là năm trước giết chết Vũ Văn Hạo, đánh người trọng thương lệnh phong dân. Người chắc chứ? Năm đó khắp người cô ta bao lại cực kỳ kín kẽ, chỉ để lộ ra một đôi mắt. Nhưng mà đôi mắt đó làm cho thuộc hạ cả đời khó quên. Lúc đó thuộc hạ đuổi tới bờ sông, nhân lúc không phòng bị cho xà nữ hộ tống cô ta một đòn chí mạng. Bên trong xe ngựa, thuộc hạ chém đứt quần áo cô ta, nhìn thấy sau lưng cô ta quả nhiên có một hình hoa mỹ ngạn. Chắc chắn chính là con gái của Lạc Hạ. Nhưng mà nội công băng quyết của cô ta đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao siêu cấp.
Cho dù cô ta đang ở trong lao ngục, thân mang trọng thương, nhưng thuộc hạ vẫn không thể đánh bại. Sau đó thì thuộc hạ không biết rõ nữa, nhưng mà đôi mắt kia của cô ta thật sự thu hồn người khác. Giống, thật sự là rất giống. Vậy thì đuổi theo xem thử, phải hoặc không phải, cứ thử là biết. Dạ. Nhận lấy. Kẻ nào to gan như vậy? Chưa. Tiểu cô nương đó thân thủ không tệ, nhưng mà không thể nào so sánh được với Phong Vân lệnh chủ. Cô ta còn có đồng bọn nữa, là thế tử của Định Bắc Hầu, Yến Tuân. Yến Tuân? Tối nay hắn tự chui đầu vào rọ. Tôn chủ, cô cứ yên tâm, người đi giết Yến Tuân đã đợi ở bên ngoài thành. Nước cờ này của cô đúng là cao thâm khó dò. Ẩn tâm, đêm nay vốn nên đoàn tụ bái tế tổ tiên, ngươi lại đi bung ba khắp nơi với ta, có bao giờ oán hận không? Mệnh của Ẩn Tâm vốn là như vậy. Chỉ là công chúa xinh đẹp như hoa, còn trẻ tuổi, mà lại vì triều đình xã tắc bôn ba khắp chốn giang hồ, thuộc hạ không đành lòng. Thuộc hạ sẽ đi bố trí ngay. Mấy ngày nữa hoàng đế đại nguyện sẽ phát hiện bản đồ bố trí phòng vệ Yên Bắc trong cung bị lấy cắp. Đa tạ đại nhân, chút việc giặt của bổn công chúa để đại nhân lao tâm rồi. Nếu như chút việc giặt này có thể khiến cho tôn chủ được vui, thuộc hạ dạng tử bất từ. Lên ngựa dễ xuống ngựa khó đúng không? Năn nỉ ta đi, năn nỉ ta sẽ cứu cô. Chưa. Sao phải năn nỉ ngài? Chưa. Mà nói ta nghe, cái tên trước khi cô làm nô tỳ, ta sẽ cứu cô. Cô gái kia lại, mau lên. Không phải chứ, ta cảm thấy đám người đó nhằm vào cô. Nhưng mà bổn thế tử có thể bảo vệ cô. Ngài bớt lải nhải đi, mau chạy thôi. Cô sao rồi?
Sao rồi? Có sao không? Không sao. Đứng lên đi. Cô xem, ta không nói sai chứ. Chúng ta đã đi vào khu vực săn bắn do thợ săn bố trí rồi. Khu vực săn bắn? Ờ. Cô coi, vách tường rất trơn trượt. Chướng khí dưới chân chúng ta có độc. Ở đây lâu sẽ rất là nguy hiểm. Làm sao lên trên đây? Ngài bị thương rồi. Hả? Đồ ngốc. Hả? Tay của ngài bị thương kìa. Ngốc thiệt đó. Ở đây nguyên một đêm không ổn đâu. Ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Ý, chỗ đó cũng không cao lắm. Chúng ta lên từ đây đi. Hay là như vậy, cô dẫm lên lưng ta rồi lên, rồi tìm người tới đón ta được không? Hả? Đây. Nhưng ngài là quý tộc, ta dẫm lên ngài. Ờ. Được thật sao? Được mà, không thèm vấn đề. Ta cao cô thấp, ta nặng cô nhẹ, ta nam cô nữ. Nào, lên đi. Coi thường phụ nữ sao? Xem trọng chứ. Nào nào nào, xem ta làm sao dẫm lên ngài đó. Nè, ta cúi thấp xuống một chút. Ngài ổn không? Ổn. Cô giới tới được không? Giới được rồi. Cô. Cô lên được chưa? Chắc cô sẽ không bỏ mặc tao đó chứ. Ngài đợi đó, ta đi tìm người tới cứu ngài. Được. Đi mau đi. Đi 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 đi. Giờ tí rồi, không tập hợp với các tỷ muội, họ không có thích nô văn thư thì sẽ có nguy hiểm. Họ là người thân của ta, ta không thể bỏ mặc được. Còn Yến Tuân là quý tộc, tốt với ta tới mấy, ta cũng không thể bỏ mặc muội muội mình. Một người tin tưởng mình như vậy, rơi vào trong cái bẫy đầy chướng khí, nếu như không cứu thì hắn chắc chắn sẽ chết. Sao ta có thể thấy chết không cứu được? Thời gian tập hợp với tiểu thất và tiểu bác còn khoảng độ một canh giờ nữa, ta vẫn còn thời gian. Bánh bao nhân đậu này là thứ bình thường ta thích ăn nhất, nhưng sao bây giờ lại khó nuốt đến như vậy chứ? Đó là vì trong lòng tỷ hồi hộp. Có chuyện muội nói cho tỷ biết, chúng ta phải ăn từ từ thôi, lát nữa chúng ta phải nhờ nó mà lên đường nữa. Tiểu bác,
Bây giờ ta thật sự càng ngày càng sợ hãi rồi đó. Muội nói nếu như Nguyệt công tử thật sự phát hiện ra Lục tỷ trộm cô dấu của ngày ấy, làm giả văn thư thả nô lệ về Lục tỷ. Ê, nói nghe nè. Ê, hai tỷ cô nương kia trông cũng được đó chứ. Chắc chắn một cô là của ta rồi. Người ở bên trái trông được ta đó. Ta cũng thích người của ta nữa. Đúng rồi. Mà thôi. Hả? Qua đây. Gì? Ta dám đánh cược với mấy huynh, hai cô gái này tuyệt đối không phải là cô gái thường dân đâu. Tại sao vậy? Nói không chừng là nô tỳ đang chạy trốn. Nói khẽ thôi. Muội nghe được bên bàn đó nói chúng ta giống như nô tỳ chạy trốn của nhà nào đó. Cô làm gì vậy? Giết người hả? Ta tốn bao nhiêu công sức để cứu ngài, ngài còn ở đó mà la hét om sòm. Ngài có muốn lên trên không? Mau lên đây. Lên đây nhanh lên. Cuối cùng cũng ra ngoài. Lạnh quá đi. Nói ra cũng kỳ lạ, vừa ra ngoài cảm thấy cũng không còn lạnh nữa. Nếu như ta không tới cứu ngài, ngài có hận ta không? Hận cô làm gì? Nếu như cô không đến đây, vậy nhất định là tìm nhầm đường, hoặc là nhìn nhầm cửa động. Hả? Nói không chừng khóc lóc gào thét ầm ĩ lên: Thái tử, ngài ở đâu? Ôi trời, tối quá, đáng sợ quá, đáng sợ quá. Ta còn có việc gấp, không có thời gian đùa với ngài. Sao vậy? Sao lại thành người què quặt rồi? Ta thật sự vội lắm. Được. Rồi, coi như là phần thưởng mà cô đã không nhẫn tâm dứt bỏ bổn thái tử. Bổn thái tử đích thân cổng cô về. Lên. Chuẩn bị xong chưa? Rồi. Ui. Đây là gì vậy? Không có gì. Một cô nương có chút xíu mà sao nặng dữ vậy? Đi mau, ngài phải mau chóng đưa ta tới đường Chu Tước. Vội cái gì chứ, vừa qua khu rừng này là sẽ tới nơi. Yến thế tử tôn quý à? Cảm giác lần đầu cổng người khác thế nào? Rất là mới mẻ. Cổng đàng hoàng đó, ta sắp té rồi nè. Được rồi. Ê, ta nói cô nghe, quả lôi nguyên của Yến Bắc bọn ta còn khoảng 2 tháng nữa, nơi đó hả sẽ nở đầy hoa dại khắp nơi. Mùa xuân ở đó tới muộn hơn Trường An, nhưng mà đẹp hơn Trường An rất là nhiều. Thế nào, nếu cô tới đó chắc chắn sẽ thấy rất thích. Về Yến Bắc chung với ta không? Ngài nói chuyện nghiêm túc được không? Thì đang nói nghiêm túc mà. Ta đã hỏi rất là nghiêm túc rồi, cô nghiêm túc trả lời ta đi, được không? Ngựa của ta tới rồi. Sao vậy? Người của phủ các ngài tới đông lắm hả? Hơn nữa còn mang theo binh khí hạng nặng. Tiểu nô tỳ của Vũ Văn phủ có chút bản lĩnh ha. Ráng lên, ráng lên, con cẩn thận đi, cô đã giật mất chân đó. Nắm lấy tay mẹ, nô tỳ nha. Cẩn thận, ráng lên. Đúng thiệt là không thể tin nổi mà. Đúng vậy. Đã nói là sau khi tu sửa xong Trường Thành sẽ cho chúng ta thích thú. Đúng đó, mọi người mau lên đi, chúng ta phải trốn đến Yên Bắc. Đúng rồi. Chúng ta là người tự do rồi. Mọi người đừng có than thở nữa. Đúng rồi. Đi hết nổi rồi. Đó là sao bây giờ? Mà quá là mà sao không? Mà quá đớn.
Tên lừa đảo này, kẻ bội tính vô sĩ, ông trời sẽ phạt ngươi đó. Bọn ta là ba, không tha cho ngươi đâu. Các người đúng là mặt người vậy. Không có thích Nô Văn Thư thì tức là đạo nô. Giết. Cô điên rồi à? Bọn người này là quân đội của Ngụy Việt, được hành sự lỗ mãn. Họ là nô lệ chạy trốn. Chúng ta không lo được mà cũng không được lo. Ta là thế tử Yến Bắc, cô là gia nô nhà Vũ Gia. Cô định xông ra ngoài, cô nghĩ đến hậu quả chứ? Lũ tiện dân này chết không đáng tiếc, vẫn còn đào nô bỏ trốn. Giăng lưới toàn thành tiếp tục truy sát. Rút. Nếu không mau tìm ra tiểu thất tiểu bác, họ cũng sẽ bị giết chết giống như đám lưu dân này. Đào nô cũng là đào nô. Cô sao vậy? Ta chỉ là nô tỳ hạ đẳng, không được cao quý như ngài. Ta có thể bảo vệ cô. Yến Thế Tử, hôm nay đa tạ ngài cứu ta. Nhưng tất cả nô lệ trong thiên hạ, ngài có thể bảo vệ hết sao? Hai ta thân phận khác biệt, đã không chung đường, chi bằng sớm ngày mỗi người một ngã. Còn nữa, làm phiền ngài đừng theo ta nữa. Ông chủ, tính tiền. À, được. Đa tạ khách quan, đa tạ khách quan. Đi thông thả nha. Ông chủ. Hả? Xin hỏi, có nhìn thấy hai vị tiểu cô nương không? À, ta biết cô nói tới hai tiểu cô nương nào. Một người mặc y phục màu hồng, một người mặc màu xanh. Đúng rồi, chính là họ. Họ ở đâu vậy? Ta nghe nói bọn họ không phải là cô nương bình thường, là nô tỳ hạ tiện, còn chưa có văn thư phóng thích nữa. Bọn họ đã bị các công tử quý tộc đưa đi rồi. Bị đưa đi rồi? Đưa tới đâu vậy? Nhìn theo phương hướng họ đi, chắc là tới chỗ tường thành rồi. Còn muốn làm gì? Ta nghĩ dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Đa tạ. Có gì đâu. Trường An là nơi có dương pháp đó.
Dương pháp. Dương pháp. Nô tỳ bỏ trốn là tội chết, còn nói dương pháp với ta. Nghe lời ta, không nghe ta, khuôn mặt này sẽ bị. Tỷ tỷ, không chết sao? Mà giết chết cô. Đi, nhìn lên. Tiểu Bác, sao rồi? Tiểu Bác, muội sao rồi? Mặt của muội bị quỷ rồi. Xong rồi, mặt của muội bị quỷ rồi. Thất tỷ, đưa gương cho muội. Tiểu Bác, gương đâu? Tiểu Bác, gương đâu rồi? Gương đâu? Muội bình tĩnh. Tiểu Bác, nhiều gương mặt của muội bị quỷ rồi. Gương mặt là tiền đồ của phụ nữ, tiền đồ của muội đã bị quỷ rồi. Nguyệt công tử, chỗ của Nguyệt công tử có thuốc, thuốc của Nguyệt công tử rất hữu dụng. Chúng ta quay về tìm nghệ, chúng ta quay về tìm Nguyệt công tử đi được không? Tiểu Bác, chúng ta không dễ gì trốn ra đây được. Mặt của muội đã bị quỷ rồi. Một người phụ nữ bị quỷ dung nhan còn tiền đồ gì nữa quân chứ? Quân đội Nguyệt Việt đang dây bắt nô tỳ bỏ trốn. Huống hồ dân thư thích nô trong tay ta là ngụy tạo. Một khi bị bắt, ba chúng ta sẽ không còn đường sống. Lục tỷ, tỷ sẽ không mặc kệ muội chứ? Tiểu Bác, có đúng không? Tiểu Bác, muội bình tĩnh. Lục tỷ, Tiểu Bác, Lục tỷ. Chúng ta quay về Vũ Văn phủ trước đi. Nhưng mà Lục tỷ. Được rồi. Bên ngoài đang truy sát nô tỳ bỏ trốn. Nếu như bị bắt, chúng ta chắc chắn phải chết. Chúng ta quay về Thanh Sơn Viện trước. Cho dù xảy ra chuyện gì, ta gánh vác, ít nhất còn có thể bảo vệ tính mạng của hai muội. Được. Công tử nhất định sẽ giúp, đúng không Lục tỷ? Không sao rồi Tiểu Bác. Mau lên, nhanh lên. Mau lên, tất cả mau lên. Nhanh nhẹn lên chút đi. Tay chân gì mà chậm chạp dữ vậy? Đợi khi trời sáng, tất cả mọi chuyện đều sẽ lộ ra chân tướng cho mặt coi. Tiêu rồi. Lần này ngay cả tia hy vọng cuối cùng của chúng ta cũng không còn nữa. Làm sao đây? Các muội khoan lo lắng, chúng ta trở về Thanh Sơn Viện trước, sau đó nghĩ cách sao. Các muội nhất định phải nhớ, tất cả mọi chuyện đều để hết cho ta. Đi thôi. Đi. Kỳ lạ quá, vậy mà chưa khóa cửa. Ôi, Tinh Nhi tỷ tỷ. A La, trễ như vậy rồi, sao muội còn chưa ngủ nữa? Trời ơi, làm sao muội ngủ được? Tỷ đi đâu vậy? Muội ở đây đợi tỷ cả buổi tối đó. Ngựa của ta bị quản vừa mới về. Công tử đâu? Sao muộn như vậy rồi còn chưa khóa cửa? Tỷ đó may mắn thiệt. Công tử đã đọc sách cả buổi tối rồi mà cũng không khóa cửa, cũng không đi ngủ, nên muội mới dám ở đây đợi tỷ. Muội vất vả rồi. Phải rồi, lúc công tử trở về sắc mặt không dễ coi cho lắm. Nếu như tỷ có việc gì, tốt nhất đợi ngày mai hãy nói. Được. Đa tạ muội trước nha. Mau đi ngủ đi. Muội đi nha. Lục tỷ, Nguyệt công tử đó thâm sâu khó lường. Nếu hắn biết được chuyện chúng ta bỏ trốn, chắc chắn sẽ giết tỷ đó. Hay là tỷ trốn hắn trước đi. Muội cũng biết hắn thâm sâu khó lường. Đây là người mà ta muốn trốn thì trốn được sao? Vậy tỷ phải làm sao? Muội đừng lo cho ta, về phòng trước, dùng chút linh dược còn lại ứng phó tạm đã. Ta phải đi gặp công tử. Nhưng mà tỷ. Đừng lo cho ta, chăm sóc cho Tiểu Bác. Mau về đi.
Nếu như công tử đã biết hết rồi thì Tình Nhi cũng không giấu nữa. Tình Nhi quả thật muốn giết Vũ Văn Hoài, bởi vì Tình Nhi biết hắn mới là hung thủ thật sự giết ca ca mình, giết người đền mạng. Cho dù hắn có chết cũng không quan. Ca ca của cô chết ở trong tay ta, như cô đã tận mắt chứng kiến. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới tìm ta để trả thù sao? Chuyện tới nước này, nếu như Tinh Nhi nói không có, chắc công tử cũng sẽ không tin. Có điều sau này Tinh Nhi điều tra ra hung thủ còn có người khác, quan có đầu nợ có chủ, Tinh Nhi vẫn còn có lương tri. Cho dù có trả thù cũng phải tìm ra kẻ đầu sỏ, tuyệt đối không giết người vô tội. Tuyệt đối không giết người vô tội. Vậy nữ quản gia họ Tống trong cấm hồ kia, cái chết của bà ta chắc cũng là lý do hả? Tống đại nương không phải do nô tỳ giết, là bản thân bà ta bất cẩn ngã xuống hồ chết đuối, không liên quan tới Tinh Nhi. Công tử, Vũ Văn gia hại chết trước lão thái gia, lẽ nào công tử không muốn trả thù cho trước lão thái gia sao? Kẻ thù của công tử cũng là kẻ thù của Tinh Nhi, tại sao không cho Tinh Nhi giúp công tử chứ? Cô giúp ta sao? Công tử huấn luyện Tinh Nhi, chẳng phải muốn Tinh Nhi trở thành cánh tay đắc lực của công tử, làm việc cho công tử sao? Vũ Văn Hoài và công tử đã sớm như nước với lửa. Tất cả những việc mà Tinh Nhi làm đều là vì muốn tốt cho công tử. Miệng lưỡi giả hoài. Công tử, Tinh Nhi không hề có ý đó. Tinh Nhi tuy mang mối thù giết huynh đệ tỷ muội không đội trời chung, sao ta có thể tham sống sợ chết để kẻ thù ung dung ngoài kia chứ? Tinh Nhi vốn chỉ là một nô tỳ bình thường, nhưng công tử, ngài biết Tinh Nhi thân mang huyết hải thâm thù, nhưng vẫn dạy ta võ công, truyền cho ta bản lĩnh, lẽ nào không phải đang cổ vũ Tinh Nhi đi báo thù sao? Nói như vậy, tất cả chuyện này lại là ta đã sai rồi. Không phải, công tử thu nhận ta, dạy dỗ ta, công tử ngài là ân nhân của ta. Lời này là thật chứ? Lời Tinh Nhi nói, câu nào cũng là ý nghĩ trong thâm tâm. Một lát nữa, trời vừa sáng, thi thể trong cấm hồ sẽ được trục vớt lên. Cho dù là ta cũng không bảo vệ được cho cô. Công tử, Tinh Nhi tự xét bản thân, từ lúc ta tiến vào phủ chưa từng làm qua chuyện gì bất lợi với công tử. Tinh Nhi trung thành với công tử, trời đất làm chứng, nhật nguyệt có thể thấy. Công tử cũng chắc chắn luyến tiếc Tinh Nhi. Chỉ cần công tử muốn, với công tử, trí thông minh của công tử nhất định có thể bảo vệ được Tinh Nhi. Lùi xuống đi. Dạ. Chờ chút đã. Cô làm thế nào để nhận định ca ca của cô là bị Vũ Văn Hoài hại chết?
Bởi vì hôm đó ta nghe thấy Cẩm Chúc nói là chính cô ta thừa nhận Lâm Tích là cô ta hại chết. Cẩm Chúc là người của Vũ Văn Hoài. Cô chưa từng nghi ngờ là ta hãm hại hay sao? Chưa hề. Bởi vì ta tin công tử là người tốt, sẽ không làm chuyện như vậy. Lục tỷ, sao rồi, không sao chứ? Chắc là sẽ không sao đâu. Ê, chà, Tình Nhi cô nương, lâu rồi không gặp, đi với ta một chuyến đi, hả? Chu Tứ Lục, nơi này là Thanh Sơn Viện, công tử của bọn ta đang ở trong phòng đó. Muốn đưa bọn ta đi, ít nhất cũng phải nói với chủ nhân một tiếng chứ. Yên tâm, đừng làm bộ lập tức. Ngài, Lục tỷ, mưa không muốn đi đâu. Đừng lo, không có chuyện gì đâu. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Đi thôi. Đi. Đi. Nhanh lên. Bẩm báo công tử, Chu Thuận đến đây nói Tinh Nhi đã giết tổng đại nương, thi thể chìm xuống đáy hồ Cẩm, bây giờ đang áp tải cô ấy đi thẩm vấn. Xử lý đi. Dạ. Đợi đã. Ném nó đi đi. Dạ. Quay lại. Hả? Giặt thật sạch, đi về cho ta. Dạ. Nghe không hiểu hay sao? Nghe hiểu rồi nhưng lại không hiểu lắm. Nguyệt Thất đi làm ngay. Ê, ngươi qua kia xem thử. Dạ. Vào bên trong. Qua kia tìm chưa? Tìm cho kỹ đó, không để sót thứ gì. Bên kia kìa, phía sau. Có thấy không? Hả? Nhìn bên kia kìa. Nè, bên này không có ai nè. Qua đây tìm đi. Tìm cho kỹ vào. Nè, người qua kia, nhanh lên. Làm cái gì vậy? Khẩn trương lên. Công tử. Công tử, xảy ra chuyện gì? Đã rút cạn nước, hiện giờ đang vớt rồi. Công tử à, ta đã sắp xếp sẵn một trụ nương làm nhân chứng ở sau bếp. Đến lúc đó nhân chứng vật chứng đầy đủ, đảm bảo tiện tỳ kia không thể thoát tội được. Làm tốt lắm công tử. Báo cáo đại nhân, có thi thể ở đây. Ê, ở đâu? Mau vớt lên. Đại nhân, ở đây lại phát hiện hai thi thể nữa. Hả? Dớt lên đây. Dạ. Nhanh lên. Làm sao đây? Còn thi thể nữa không? Vậy thì cho đào lên hết đi. Ê,
Công tử, trong ba người này chắc chắn có một người là Tống Đại Nương. Tinh Nhi à, qua đây xem thử đi. Đây là một xác nam. Trên người ông ta có túi tiền, bên trên có chữ Tạ. Chắc là ông ta họ Tạ. Đại nhân, phát hiện một hộp thuốc, bên trên có viết một chữ Tạ. Trên người ông ta có vết dao, có lẽ là bị giết. Lạ thật đó Hoài công tử. Hôm đó sau khi Tạ đại phu khám bệnh cho công tử nhà ta xong, liền biến mất không thấy đâu. Hôm nay ta mới biết được lời giải. Bị giết? Mấy hôm trước Tạ đại phu còn khám bệnh cho tứ đệ, hôm nay là chết ở đây. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, người của Thanh Sơn Viện sẽ rất mất mặt. Đúng, nên nhất định phải điều tra. Nhất định phải điều tra. Ở đây có một cái xác chết, đằng kia có hai cái. Phải cho người chết một lời giải thích. Tình gì, cô nói có phải không? Đúng. Công tử nói quá đúng. Nhất định phải điều tra rõ ngọn ngành. Nếu một trong hai cái xác này có một cái là của Tống Đại Nương, Tình Nhi, cô sẽ không thoát được khỏi liên can đâu. Hả? Hai muội muội của cô cũng sẽ chết chung với cô cho mà coi. Nên làm gì thì cô biết rồi đó. Đương nhiên Tinh Nhi không thẹn với lòng. Ê, công tử, đây chính là Tống Đại Nương. Chắc chắn luôn á, dáng người y chang chính là Tống Đại Nương. Người này mặc đồ của nô tỳ chuôn sắt, sao lại là Tống Đại Nương? Hoài công tử, ngài sẽ không vội vàng định tội Tinh Nhi đó chứ? Cô bớt ở đó mà cãi lý lại đi. Người đâu, đưa ả ta về tội nô tỏa. Hoài công tử, trên người hai người này đều mặc y phục của nô tỳ chuôn sắt. Hơn nữa chuông sắt ở bên người vẫn còn đây, cho nên chắc chắn là nô tỳ chuông sắt. Bên phòng làm giường có hai nô tỳ, tình cảnh như tiễn muội. Một người trong đó bị chọn vào cực lạc cát. Hai cô gái khóc suốt cả đêm, ngày hôm sau đã mất tích. Chúng tôi còn tưởng họ đều đã đến cực lạc cát, quá ra là cùng nhau đi tìm đường chết. Không có gì mà khóc hả? Có gì mà khóc chứ? Chẳng qua chỉ là chết hai cô tiện tỳ, chó lợn không bằng. Không có gì mà khóc. Chu quản gia, ở đây còn có thi thể của Tạ đại phu. Tạ đại phu là xuất thân sĩ tộc, cũng không phải nô tỳ. Có phải là nên mời ngõ tác tới khám nghiệm thi thể xem ông ấy bất cẩn ngã xuống hồ hay còn có nguyên nhân nào khác? Cái con tiện tỳ này, cô còn dám nghi ngờ chủ tử à? Tình Nhi không dám đâu. Tình Nhi chỉ suy luận theo thực tế thôi. Tình Nhi chưa bao giờ nghi ngờ bất kỳ ai hết. Tiểu tỳ nữ Vũ Văn Nguyệt đào tạo ra, cổ cũng cứng quá đó. Công tử à, vậy thì ta sẽ giúp ngài chặt cái cổ cứng của ả đi. Đi 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 đại ca, đi đi. Nguyệt thất, ngươi nói nếu ta mà chặt cổ của ả ta xuống, Vũ Văn Nguyệt sẽ nghĩ sao đây? Công tử nhà ta nghĩ thế nào ta không biết, nhưng đặc điểm của công tử nhà ta chính là người khác không bao giờ đoán được công tử đang nghĩ gì. Chu đại quản gia, đánh chó còn phải nhìn mặt chủ,
Ông không có bằng chứng gì mà dám nói bừa như thế. Đừng nói công tử nhà ta không đồng ý, đến nguyệt thất ta cũng không đồng ý. Ta có nhân chứng. Người đâu, dẫn trụ nương kia lên đây cho ta. Qua đây, nhìn đi, rồi nhìn của ta xem. Nói, có phải là nha đầu này đã giết chết Tống đại nương kia hay không? Đúng, chính cô đã giết chết Tống đại nương. Vậy thì lúc đó chuyện như thế nào? Hôm đó nô tỳ từ phòng bếp đi ra, trên đường nghe thấy có tiếng hét, nô tỳ liền chạy ra xem, đã nhìn thấy cổ giết chết Tống đại nương rồi đẩy xuống dưới hồ. Sao bà có thể nói năng lung tung như vậy, Chu quản gia? Nhưng mà chỗ này không có thi thể của Tống đại nương. Đây là hai chuyện khác nhau. Trụ nương người ta lúc nãy đã nói rồi, là đã nhìn thấy cô giết chết Tống đại nương, sau đó đẩy xuống hồ. Cô còn xảo biện được hay sao chứ? Bà tận mắt nhìn thấy gì rồi? Ta tận mắt nhìn thấy cô giết chết Tống đại nương rồi đẩy xuống dưới hồ. Là đem đẩy người này xuống hồ đúng không? Đúng, chính xác là bà ta. Vậy hai người này cũng do cô ấy đẩy xuống sao? Đúng đúng đúng. Không phải. Đúng là cái đồ nô tài ngu xuẩn. Mà cút đi. Dạ. Tình Nhi. Đi. Đứng lại, không được đi. Rồi, công tử. Đi,